xin chào quý vị tờ tin vắn sẽ bao gồm những tin tức sau đây tặng cập đi học cho những học sinh thiếu thốn mcps với các dịch vụ gia đình sẽ bắt đầu chương trình phục hồi giáo khoa chương trình kịch của các học sinh tại trường tiểu học statwick sẽ trình diễn tại kennedy center vận động quyền vật liệu trường học mcps cung cấp vật liệu miễn phí cho các gia đình với nhu cầu tài chánh ghi danh bắt đầu cho các chương trình trại hè và các sinh hoạt hè của quận